trên đầu nó với tôi nha. Nay lại tiếp tục quay con máy xạ cụm cho mấy bạn xem nha. Bây giờ anh em đang làm việc các bạn ơi. Đó, xạ cụm là lúa nó được gãy theo hàng ngũ rất là thẳng nha các bạn. Cụm cụm gì nè các bạn. Hết ghê rồi, hết ghê rồi. Quay lại, quay lại. Xuống chạy lại các bạn. Đây nào lúa nó gây mấy tiếng hành tự biết mà. Mạnh của nó là xạ theo cụm như vậy nè, rất là thẳng hàng, nhìn rất là ok luôn. Nhưng mà cái điểm yếu của nó là nãy giờ mấy bạn cũng thấy rồi đó. Nó hay bị nghẹt ống á các bạn.
phát lứa rồi. Lấy chỗ này đắp qua bên chỗ khác sao mà cho nó đều mới được. Được đó các bạn. Để bổ sung thì nó dày thêm. Các bạn thấy không? Có hàng có lối đàng hoàng nha các bạn. Nó có khoảng cách gỗ lúa rất là ok luôn. Còn mới lạ nên nó chưa được cải tiến không, nó chỉ được gì thôi các bạn. Đó, cái dàn xạ các bạn.